Dudek đã gặp phải một chấn thương tương đối nặng trong trận giao hữu với câu lạc bộ Phú Đồng. Tosin ngay lập tức là dấu ấn của Tân Bình bên phía câu lạc bộ Hà Nội rất đẳng cấp. Tosin đã phơ 1-2 với Silani và bàn thắng thứ hai đã đến với đội bóng thủ đô. Một pha phối hợp trực diện rất hay. Chắc chắn là ban luyện đội bóng thủ đô rất mừng bởi chỉ vào sân ít phút thôi thì Tosin đã có bàn thắng. Tỷ số là 2-0 cho đội bóng Hà Nội. Mình chậm rãi, không ào ạt, nhưng những pha phối hợp của họ thì thực sự là quá hay. Pha kiến tạo điểm 10 của Silani trong pha bóng này và tình huống chạm bóng để dứt điểm của Tosin cũng xứng đáng giành được những lời khen ngợi. Mới lần đầu tiên chơi với nhau thôi nhưng Silani và Tosin quá hiểu nhau trong pha bóng này. Đào Văn Nam và Gian Calesio đã bị đánh bại. Lại là Văn Quyết. Tình huống dứt điểm của Văn Quyết vừa rồi có lẽ cũng là một lời cảnh báo đối với hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Tosin dứt điểm thế này. Bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Đó là pha dứt điểm của Thành Trung. 2-1 cho câu lạc bộ Hà Nội. Một tình huống mà Tosin, tân binh người Croatia đã băng xuống thực hiện một pha làm tường cho Thành Trung mang lên sút tung lưới Văn Hoàng. Hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An đã cho thấy sự mất tập trung và ngay lập tức họ đã phải trả giá. Một pha dứt điểm như một tiền đạo. Thành Trung bản thân là một trung vệ nhưng cũng đã có nhiều thời điểm được tung lên để chơi tiền đạo. Và đây đúng là một pha dứt điểm của một tiền đạo. Cú ra chân rất quyết đoán của Thành Trung. Theo những thông tin mới nhất thì có lẽ là Thành Trung cũng sẽ gia hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô. Và xử lý hay của Tuấn Hải, chân trái vào, gọn gàng, đẹp mắt, chính xác. Đó là những gì mà Phạm Tuấn Hải đã làm trong bàn thắng của mình. Đúng là mặc dù câu lạc bộ Toplay Bình Định chơi với một hàng phòng ngự nhiều lớp, khi cả 11 cầu thủ gò ở bên phía phần sân nhà mỗi khi Hà Nội có bóng, nhưng trong những khoảnh khắc thì các cầu thủ ngôi sao của câu lạc bộ Hà Nội vẫn biết cách để giải tỏa thế bế tắc. Một pha bóng rất hay của Phạm Tuấn Hải. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa pha xử lý này. Đỡ bóng gọn gàng, xoay người dứt điểm nhanh. Không có một cơ hội nào cho Trần Đình Minh Hoàng. Lỗi hệ thống từ khi mà Tiến Duy không thể ngăn chặn được đường truyền của Tosin Muyan. Trận đấu đang diễn ra rất tốc độ, hai đội đều đẩy cao tốc độ trong cú đá nguy hiểm. Tỷ số được mở cho câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết, đó là pha ghi bàn của đội trưởng Văn Quyết. Lại là đội trưởng Văn Quyết, người rất có duyên với mảnh lưới của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cuối cùng thì thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông trong một tình huống phản công cực nhanh của đội chủ nhà bên phía cánh phải. Bàn thắng thứ 3 của Văn Quyết ở V-League năm 2022 và anh tiếp tục vẫn đang là cầu thủ ghi bàn số 1 trong lịch sử của câu lạc bộ Hà Nội trên mọi đấu trường. Pha chấp thời cơ rất nhanh và một tình huống lên bóng rất hợp lý của đội chủ nhà. Bàn thắng đến ở thời điểm đầu hiệp 2. Tosin đã có pha xử lý rất tốt và đường truyền như đặt dành cho Văn Quyết. Văn Quyết ở tình huống này chỉ nhanh hơn Vũ Văn Thanh đúng một nhịp và thế là đủ. Thịnh Tuấn Linh chỉ còn biết đứng nhìn. Muzan Tosin thuận chân trái và anh đã chọn giải pháp ngoặt bóng lại và truyền bằng chân thuận của mình vào bên trong cho Văn Quyết.